Cẩm nang chữa bệnh dạ dày cùng Dr. Kumagol Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang chữa bệnh dạ dày cùng Dr. Kumagol với sự đồng hành của nhãn hàng Cumagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm sung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở thôn Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm sung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt đề chị chia sẻ tôi bị là sung huyết hang vị dạ dày kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau mà. chủ yếu nó đau ở ức này khó thở ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay không chịu được suốt mất mấy cân ấy căn bản là mình không ăn được ấy đau đêm nhiều mà nói chung là trần chọc khó ngủ thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm Tình trạng trên của chị đã kéo dài suốt nhiều năm và chị thực sự chấm dứt khi chị quyết định thay đổi phác đồ điều trị theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, chị biết tới New có chứa nano cucumin có tác dụng làm lành niêm mạc, ức chế HP và đẩy lùi trào ngược dạ dày thực quản. Nhận thấy đây là sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày theo đúng hướng mình tìm kiếm và cũng là thương hiệu uy tín lâu năm, chị thêm quyết định sử dụng New. Chỉ sau một thời gian, sức khỏe của chị đã có những cải thiện rõ ràng người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu cảm thấy đỡ rõ rệt luôn và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu khó thở như ngày xưa đỡ 8 90% thì bây giờ cảm thấy là mình uống cái này thì nó đỡ thì cũng chia sẻ cho bạn bè Cumagon hiện được coi là giải pháp toàn diện từ nano cucumin chất lượng cao cho người viêm loét và trào ngược dạ dày đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Học viện Quân y nghiên cứu xác nhận hiệu quả. Sản phẩm có hiệu quả gấp 40 lần so với các chế phẩm cucumin thông thường, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng đau rát, trào ngược, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, ăn không tiêu, hỗ trợ ức chế vi khuẩn HP, làm lành vết loét dạ dày, giúp phục hồi niêm mạc thực quản dạ dày, ngăn nguy cơ tái phát. À, vâng ạ, Thủy Nguyên biết không, chất lượng và uy tín cũng như hiệu quả của sản phẩm này đã được rất nhiều bệnh nhân kiểm chứng suốt 10 năm liền. Bởi thế mà Cumagon New cũng đã được các hiệu thuốc và chuỗi nhà thuốc uy tín trên toàn quốc phân phối rộng rãi tới tay của người tiêu dùng. Và khi mua Cumagon New, quý vị hãy nhớ tham gia chương trình tích điểm để được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Tích đủ 8 điểm, nhận ngay một hộp Cumagon New miễn phí. Gọi ngay 1800 1796 để được hướng dẫn chi tiết. Ngoài Kumagon New hỗ trợ bệnh dạ dày, nhãn hàng Cumagon còn có nhiều sản phẩm hỗ trợ sức khỏe rất hiệu quả, được nhiều bệnh nhân tin dùng như viên đại tràng Cumagon, viên uống sau sinh Cumagon Mama, viên uống đẹp da Cumagon Beauty và mặt nạ sáng da Cumagon Beauty, viên hoạt huyết Cumagon. Mọi thông tin chi tiết quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 180